Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục hộp thư truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi có phản ánh đơn thư công dân Phạm Xuân Vinh, xã Kiều Cao, huyện Văn Giang. Cuối chuyên mục hộp thư là thông báo nhận đơn thư. Bây giờ là nội dung chi tiết, mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Công dân Phạm Xuân Vinh, thường trú tại thôn Thượng, xã Cửu Cao, huyện Văn Giang, phản ánh về việc ngày 30 tháng 11 năm 2021, Ủy ban nhân dân xã Cửu Cao đã cho máy xúc đến san lấp toàn bộ diện tích đất mà gia đình đang trồng hoa màu. Khi làm việc với chính quyền địa phương, phóng viên được cung cấp hình ảnh diện tích ao trước khi bị san lấp. Và đây là hình ảnh phóng viên ghi lại ngày 24 tháng 12 năm 2021. Căn cứ vào thông báo số 493 ngày 17 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở, tạo vốn xây dựng nông thôn mới tại xã Cửu Cao, huyện Văn Giang. Diện tích thu hồi khoảng gần 5.000 m2 và khu đất thu hồi là đất nuôi trồng thủy sản, đất trồng cây hàng năm, cây lâu năm, đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo do Ủy ban nhân dân xã Cửu Cao quản lý, không phải thực hiện tái định cư. Sau khi có thông báo số 493 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân xã Cửu Cao đã ban hành thông báo số 44 ngày 15 tháng 10 năm 2019 về việc giải phóng mặt bằng thi công công trình hạ tầng kỹ thuật của khu dân cư mới. Sau khi Ủy ban nhân dân xã tổ chức san lấp mặt bằng thì gia đình ông Phạm Xuân Vinh có ý kiến đòi lại phần diện tích ao khoảng 180 m2 trong khuôn viên thửa đất ao đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận để đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở vì cho rằng là đất ao của gia đình trước đây. Tôi chỉ coi thế yêu cầu ông Phạm Văn Thực hiện giờ đang là bí thư đảng ủy xã Cửu Cao, là trưởng thôn lúc bây giờ, là ông ấy có xác nhận, là ông công nhận, là ông ấy kê khai toàn bộ cái số diện tích đất của gia đình tôi ngày 12 tháng 8 năm 94 thì là ông ấy kê khai. Cái tờ khai này là không phải của tôi ký, mà hoặc tôi hoàn toàn không biết gì đến tờ khai này. Tôi chỉ yêu cầu coi làm rõ vấn đề coi kia chữ ký và là bỏ sót cái coi kia diện tích của nhà tôi mà nó mới dẫn đến coi kia có cái việc như ngày hôm nay. Tại buổi làm việc giữa phóng viên, công dân có đơn và đại diện lãnh đạo địa phương, các bộ phận chuyên môn, ông Phạm Văn Thực, năm 1994 là trưởng thôn Thượng và nay đang làm bí thư đảng ủy xã Cửu Cao cho biết. Thì trước năm 1989 thì tất cả những mọi là như địa bàn xã Cửu Cao, huyện Văn Giang nói chung nên là quy mô là theo đội sản xuất. Từ năm 1992 đến 1996, tháng 5 1996 thì tôi làm trưởng thôn. Vấn đề liên quan đến tờ khai quản lý, thời điểm năm 1994 tôi làm những mọi bí thư chi bộ trưởng thôn Thượng, phụ trách xóm 1. Thực hiện pháp lệnh về thuế nhà đất ấy. Tôi kê cho cả đội luôn. Bởi vì như vậy là cái diện tích là quản lý là vừa chia năm 1993. Tôi vẫn còn giữ được cái quyển giao ruộng năm 1993 của tất cả các hộ. Trong đó của nhà ông Hanh là 2.333 mét chung với cái diện tích quản lý. Thế và cái sổ này là sổ cũng từ năm 1993 khi mà cái này chuyển về xã. Đây là cái nhân chứng sống để chứng minh nhá. Đất nông nghiệp nhà ông Hanh không có ở cái chỗ cái ao này. Thế và nhưng mà là khi mà đã nhưng mà là quay là kê khai tất cả cái gì mình nắm được là mình viết cho hộ dân, nhưng thông báo công dân đến kiểm tra sai phải có ý kiến. Còn riêng nhà ông Hanh, tôi nói thực sự hôm nay tôi nói công bố thẳng với ông luôn nhé. Ông Phạm Xuân Đường, ông gần nhà tôi, ông xa ông ký vẫn còn hưu. Còn tôi khẳng định là nếu như mà trường hợp mà tôi làm cái việc gì liên quan đến nhưng mà là hại đến quyền lợi của gia đình ông Phạm Xuân Đinh nhá, thì những mà tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật. Trong quá trình tác nghiệp tại địa phương, phóng viên được chính quyền địa phương cung cấp bản đồ số 299 đo đạc năm 1982 và bản đồ đo năm 1991, 1992, 1995, 1996 thì diện tích đất ao gia đình ông Vinh cho rằng là của gia đình thì được thể hiện là do Ủy ban nhân dân xã Cửu Cao quản lý. Cái tại bản đồ 299 năm 1982, đây là bản đồ xa duy nhất của xã thì nó ao nhưng mà là hợp tác xã quản lý. Bản đồ năm 90-91 đến bản đồ năm 95-96 là đất rồi ban xã quản lý. Khi hỏi về tình trạng diện tích nộp thuế nhà đất của hộ gia đình ông Vinh, ông Nguyễn Văn Hào, cán bộ thuế xã Cửu Cao cho biết. Năm 94 thì cái mảnh đất ở cái ao xóm truyền ấy thì gia đình anh Phạm Xuân Vinh thì không làm tờ khai. Đến năm nay là năm vừa thu xong năm 21 rồi.
thì vừa giữa ở gia đình nhà anh Vinh thì cũng không thấy có làm tờ khai ở cái mảnh đất ao xóm truyền và chúng tôi cũng không thu. Cho biết quan điểm của lãnh đạo địa phương khi giải quyết vấn đề này, ông Phạm Văn Thực, Bí thư Đảng ủy xã Cửu Cao cho biết. Về quan điểm của Đảng ủy Hội đồng Nhân dân giao Ủy ban xã, tiếp tục đấy, tuyên truyền vận động gia đình đồng hành, chấp hành. Nếu không, xử lý kiên quyết, xử lý triệt để thực hiện cái việc đấu giá. Thưa quý vị và các bạn, tuần qua, Ban biên tập hộp thư Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên có nhận được đơn thư của các công dân. Đơn thư của ông Lê Quang Đông, xã Phụng Công, huyện Văn Giang. Đơn thư của ông Lê Văn Triện, xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi. Đơn thư của ông Nguyễn Đình Quân, thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu. Đơn thư của ông Đỗ Văn Tuấn, xã Đồng Kết, huyện Khoái Châu. Đơn thư của bà Nguyễn Thị Sinh, xã Nghĩ Trụ, huyện Văn Giang. Đơn thư của ông Nguyễn Ngọc Quý, xã Minh Hải, huyện Văn Lâm. Đơn thư của bà Hoàng Thị Quỳnh Giao, xã Việt Hòa, huyện Khoái Châu. Sau khi nhận được đơn thư công dân, ban biên tập sẽ xem xét và có phiếu chuyển đơn đến các cơ quan chức năng hoặc cử phóng viên đi phản ánh sự việc. Chuyên mục hộp thư truyền hình tuần này của chúng tôi xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.